Hi everyone, welcome back to my channel Stars Critical. How was Slenderia? Okay. Thank you.
let's go. Và bây giờ thì mình sẽ xuống dưới tầng hầm của ngôi nhà này. Mình sẽ mở tiếp cánh cửa trong này. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tầng thứ hai, Horokala. Chapter 1. Thank you.
1930. Ok, Granny Chatwan. Day one.
Ok. Thank you.
Rồi. There's more leaks. My last bar. Let's go. Đầu tiên thì mình sẽ lấy chiếc zip rồi. Sau đó thì các bạn sẽ vào trong ngôi nhà này. Một tòa nhà khá là kinh dị. Wow, khá là tối tăm. Đâm ra là bị bắt và tiêu diệt. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tài kênh thứ 5. Horror Feel. Sit in here.
Khi xin hiệp phát hiện các bạn thì các bạn sẽ phi chiếc máy bay giấy này. Ở đây thì các bạn sẽ phải đi tìm từng ngôi nhà. Trong mỗi một ngôi nhà thì có một câu hỏi, và cho mỗi câu hỏi thì các bạn sẽ trả lời. Khi đủ 3 câu hỏi thì lúc đó các bạn sẽ đến điểm đích cuối cùng có ánh sáng. Lúc đó thì các bạn sẽ hoàn thành được phần 1 của tập này. Đấy rồi. Để tìm kiếm hai ngôi nhà tiếp theo. Khi đó thì các bạn sẽ hoàn thành cái tựa này. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang the game thứ 6. Granny Shutter Shoe. One day. Oh my god, cả hai người đều chặn luôn.
Rồi ở đây xem có gì không. Có một món đồ. Oh my god, wow. Ông ta đứng ngay đây, đâm ra không thể chạy xuống dưới đâu. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái gần thứ 7. Và ở tới cái này thì có 3 căn phòng, cánh cửa tất cả các bạn sẽ vào từng cánh cửa, sau đó thì sẽ đóng cửa rồi bật đèn flash lên. Khi đó thì con gấu khi đóng cửa thì nó tạo tiếng động và con gấu nó sẽ chạy đi rồi các bạn bật đèn. Còn nếu các bạn mà không bật đèn và các bạn đóng cửa luôn hoặc các bạn bật đèn trước thì lúc đó thì con gấu khi nó đứng ở đây thì nó sẽ tiêu diệt các bạn này. Thường thì con gấu nó sẽ vào tầm lúc từ 3 giờ đến 4 giờ. Đó là lúc mà con gấu vào nhiều nhất và nhanh nhất, cho nên các bạn phải coi càng nhanh càng tốt. Đến từ cánh cửa 1 sau đó đóng cửa và bật đèn. Khi nó vào trong ngôi nhà các bạn thì nó sẽ ở trong chiếc giường ngồi trên con gấu bông này. Ok. Rồi và tiếp tục cánh cửa đầu tiên. Cánh cửa thứ hai. Ok. Và tiếp tục cánh cửa số 3. Đó cứ như thế 1 2 3 và các bạn cứ như thế coi từng cánh cửa một. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game cuối cùng. Stay Win. Oh my gosh. Và bây giờ thì mình sẽ xem bị giam ở đâu. Rồi. Khu này, mình sẽ chui ra đây. Đây là một quả bom.
Oh my god, không chui được sang đây. Đâm ra bị lổ chết cùng luôn. Wow. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.